Chi tiết chiếc SUV Hyundai Mufasa được dự kiến sẽ là đối thủ mới của Honda CRV, thiết kế đầu xe mang phong cách như Stargazer. So với người anh em Tucson, Hyundai Mufasa có kích thước nhỏ hơn. Xe thể thao đa dụng hiện là phân khúc ô tô được ưa chuộng hàng đầu thế giới. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các hãng liên tục phát triển những mẫu SUV mới để phục vụ khách hàng. Hyundai cũng không phải là ngoại lệ. Mới đây, hình ảnh của mẫu SUV mới mà Hyundai chuẩn bị tung ra thị trường đã bất ngờ xuất hiện trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc. Qua những hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, mẫu SUV này có tên gọi là Hyundai Mufasa. Bên ngoài, Mufasa được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu Hyundai. Theo đó, ở khu vực đầu xe, mẫu SUV này sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn màu đen nhưng phần lớn là đóng kín. Ở giữa lưới tản nhiệt có vẻ là logo có thể phát sáng của thương hiệu Hyundai. Ngoài ra, lưới tản nhiệt còn được bao quanh bằng đẹp mạ chrome tạo thành hình chữ X, theo phong cách giống với Hyundai Stargazer và Mitsubishi Spander. Ở hai góc đầu xe là cụm đèn pha nằm dọc khá lớn, kéo dài từ nắp capo xuống cản trước. Thêm vào đó là dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang trên đầu xe, ôm lấy nắp capo. Trên cản trước xuất hiện hốc gió, trung tâm hình thang. Xung quanh hốc gió, trung tâm là khe gió giả với tạo hình như vảy cá màu đen bóng. Chi tiết thiết kế này cũng được áp dụng cho khu vực cản sau của xe. Bên sườn, Hyundai Mufasa được trang bị nẹp hốc bánh và bộ vành hợp kim 5 chấu màu đen. Các cột của xe cũng được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc trôi nổi. Ở phía sau, Hyundai Mufasa gây ấn tượng bằng cụm đèn hậu hình chữ C, nối liền với nhau bằng hai dải đèn nằm song song trên cửa cốp, tạo thành hình chữ nhật. Thiết kế này khá giống với Hyundai Santa FE hiện đang bán ở thị trường Trung Quốc. Nằm giữa đèn hậu của xe là tem chữ nổi Hyundai. Chưa hết, Hyundai Mufasa còn có đèn phanh trên cao ở giữa cánh gió mui, và hai đèn nằm ngang trên cản sau. Giải đèn bên phải còn tích hợp cả đèn lùi của xe. Bên dưới là bộ khoách tán gió giả với đèn hình thang nằm giữa. Theo thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Hyundai Mufasa sẽ sở hữu kích thước tổng thể bao gồm chiều dài 4.475mm, chiều rộng 1.850mm, chiều cao 1.665mm, 1.681 trên 1.685mm, tùy theo phiên bản, cùng chiều dài cơ sở 2680mm. Với kích thước này, Hyundai Mufasa sẽ được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Đồng thời, Mufasa có kích thước nhỏ hơn người anh em Hyundai Tucson. Hiện hình ảnh nội thất của Hyundai Mufasa chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Trái tim của Hyundai Mufasa là động cơ xăng 4 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít do nhà máy ở Trung Quốc sản xuất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 161 mã lực. Đáng tiếc là giá bán và thời điểm ra mắt thị trường Trung Quốc của Hyundai Mufasa chưa được hé lộ. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại thế giới xe 360.